Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là tổng quan năng lượng tháng 5 của các bạn cung song ngư. Và thứ tự trải bài của đợt sau sẽ phụ thuộc vào lượt like ở trên YouTube và lượt tim ở trên TikTok nhé. Điều đầu tiên mình thấy có vẻ là năng lượng tháng này của các bạn sẽ khá là yên ắng. Yên ắng ở đây có thể là bạn muốn một mình suy nghĩ về mọi chuyện, hoặc là bạn cảm thấy khá là chán nản, buồn bã và bạn cần một mình để nuôi lại chiếc ly của mình, suy nghĩ về những chuyện trong cuộc sống của bạn. Và tháng này thì bạn muốn được cân bằng và bạn sử dụng lý trí của mình để cân đo đong đếm, để cân bằng lại cuộc sống của mình, cân bằng lại công việc, học tập và giữa chuyện tình cảm cũng vậy. Bạn muốn cuộc sống của bạn được ổn định, được giống như kiểu là nhẹ nhàng một chút. Mình xin đến với phần công việc học tập của các bạn trong tháng 5 này. Điều đầu tiên mình thấy có vẻ là trong tháng 5 này các bạn cần phải cân bằng lại cuộc sống của mình khá là nhiều. Có những lời bạn ra tán vào hoặc là những ý kiến trái chiều thì bạn nên là người chấm dứt những cái vấn đề đó. Đừng để tâm họ sẽ nói gì hoặc là những cái lời bàn tán xung quanh. Bạn cứ hãy là chính bạn. Và bạn cứ hãy tin vào niềm tin của bản thân. Rồi mọi chuyện đã được sắp đặt, nó sẽ xảy ra đúng theo cái hướng mà nó cần xảy ra. Mình xin đến với phần trải bài chuyện tình cảm, các mối quan hệ của các bạn trong tháng 5 này. Điều đầu tiên mình thấy có vẻ trong tháng này sẽ có một mối quan hệ cũ nào đó quay lại với bạn, quay lại kiếm bạn, và bạn cũng không có mong muốn cái mối quan hệ này. Khi mà cái đối tượng này quay lại, bạn còn khá là bất ngờ, ngỡ ngàng và theo kiểu là khá là không hiểu, và bạn cũng có phần trốn tránh họ. Và mình có thấy hai trường hợp, là một là bạn với cái đối tượng cũ này đã quen biết và đã xảy ra một số mâu thuẫn, một số xích mích, những chuyện không hay, và bạn không muốn gặp lại người này hoặc là không muốn có tương tác gì lại, cũng hoặc là ngắt kết nối rồi và bạn cũng không nghĩ là bạn sẽ kết nối lại với người này hoặc là gặp lại người này. Còn trường hợp thứ hai là bạn đang ở một mình và theo kiểu là bạn không muốn ai bước vào cuộc sống của bạn, thì cái người này có tình cảm với bạn và đem chiếc ly tình cảm của họ trao cho bạn, và bạn cũng khá là bất ngờ và bạn cũng chưa có sẵn sàng để nhận chiếc ly đó.